Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, trong 10 năm qua, cuộc vận động đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực truyền thông, vận động, quản lý sản xuất, kinh doanh, mua sắm công, tiêu dùng cá nhân, v.v. góp phần giáo dục ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của người Việt Nam trong sản xuất và tiêu dùng, từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của ngành công thương khi thực hiện cuộc vận động, điều này góp phần giúp cả nước hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giảm tỷ lệ nhập siêu, tiến tới xuất siêu trong nhiều năm gần đây. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương cùng các đơn vị tiếp tục sáng tạo, tìm ra nhiều hình thức, cách làm phù hợp với thực tiễn để cả nước cùng chung tay triển khai, thực hiện cuộc vận động, khơi dậy mạnh mẽ bản lĩnh, ý chí, sức sáng tạo của người Việt Nam, nâng cao chất lượng, uy tín của hàng Việt Nam, chiếm lĩnh thị trường trong nước và ngày càng thâm nhập sâu rộng vào thị trường khu vực và quốc tế. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cùng 100 tấm gương tiêu biểu xuất sắc đại diện cho toàn ngành công thương đã có buổi báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người.